đó là thiên niên kỷ thứ 41. Đã hơn 10.000 năm kể từ khi đế chế nhân loại bị vùi dập bởi chính những vị nhân ưu tú nhất của con người. Từng là một trong những đế chế vĩ đại nhất từng thống trị các vì sao, nay nó không khác gì một cái vỏ mục nát của một nền văn minh huy hoàng một thời, bầu víu lấy thực tại bằng xương máu của giống loài trong những cuộc chiến tàn khốc không ngừng nghỉ và không tưởng, hết như vị vua của nó. Trong hơn 100 thế kỷ, hoàng đế đã ngồi bất động trên ngai vàng của mình tại trái đất. Ông ta là bá chủ của nhân loại với ý chí của thần thánh và là chủ nhân của hàng triệu thế giới nhờ sức mạnh của các đội quân vô tận của mình. Ông ta là một cái xác thối rữa đang quằn quại một cách vô hình thông qua sức mạnh siêu việt từ thời đại đen tối của công nghệ trong quá khứ. Ông ta là chúa tể xác sống của Emporium of Man rộng lớn, người mà hàng ngàn linh hồn phải hy sinh mỗi ngày để sự sống của mình có thể tiếp tục. Tuy nhiên, ngay cả trong trạng thái bất tử, bất động, hoàng đế vẫn tiếp tục sự bảo hộ vĩnh cửu của mình đối với nhân loại. Các hạm đội tàu chiến hùng mạnh băng qua làn trường khí đầy áp quỷ dữ của Warp, chiều không gian sinh ra từ chính tội lỗi của người phàm và là con đường duy nhất giữa các vì sao xa xôi. Hành trình của họ được soi sáng bởi ngọn hải đăng Astronomicon, được thắp lên bởi sức mạnh thiêng liêng của hoàng đế trong Warp. Những đội quân vĩ đại chiến đấu nhân danh chủ nhân của loài người trên vô số thế giới. Hàng tỷ sinh linh tiến vào hỏa ngục của chiến trận mỗi ngày, mỗi giờ, ngay cả khi chỉ một phần nhỏ trong số này có thể nhìn thấy bình minh của ngày tiếp theo. Trong số những lực lượng vĩ đại và đáng sợ nhất của Emporium là Adeptus Astartes, hay còn được gọi là Space Marines, những siêu chiến binh sinh học được nhào nặn bởi chính bàn tay của hoàng đế. Đồng đội trên chiến trường của họ là vô kể, từ hàng tỷ tập đoàn quân của Astra Militarum và vô số lực lượng phòng thủ hành tinh phàm trần khác, các đặc vụ luôn cảnh giác của tòa án dị giáo cho đến các giáo sĩ cầu nghệ của giáo hội Adeptus Mechanicus trên sao Hỏa chỉ là một vài trong số này. Nhưng dù với số lượng đông đảo như vậy, họ hầu như chỉ vừa đủ để ngăn chặn các mối đe dọa thường trực từ các giống loài ngoài hành tinh, những kẻ dị giáo, bọn đột biến cùng với những kẻ thù vô danh thậm chí còn tồi tệ hơn gấp bội phần. Trở thành một con người trong thời đại này có nghĩa là trở thành một trong số hàng triệu tỷ, là phải sống dưới một chế độ tàn ác và đẫm máu ngoài sức tưởng tượng. Đây là những câu chuyện của thời đại đó. Hãy quên đi sức mạnh của công nghệ và khoa học vì có quá nhiều điều đã bị lãng quên và không bao giờ có thể học lại được. Hãy quên đi lời hứa về sự tiến bộ và văn minh vì trong tương lai đen tối nghiệt ngã này chỉ có chiến tranh. Không có hòa bình giữa các vì sao, chỉ có sự hủy diệt và tàn sát vĩnh hằng và tiếng cười của những vị thần khát máu. Nhiều thiên niên kỷ vô ngần đã trôi qua kể từ khi nhân loại bước những bước chân thăm dò đầu tiên vào khoảng không tối tăm của không gian. Các đế chế liên hành tinh tự trỗi dậy trong vinh quang và sụp đổ trong sự diệt vong. Những kỷ nguyên vàng nối tiếp bởi những kỷ nguyên xung đột đau thương đã đến và bị lãng quên theo thời gian. Song bản thân nhân loại đã luôn trường tồn. Nhưng giờ đây, họ đang phải đối mặt với thử thách tối thượng của mình. Đó là một cuộc chiến chống lại sự tấn công bất tận của những nỗi kinh hoàng nhằm vào sự hủy diệt hoàn toàn của loài người. Những năm tháng suy tàn của thiên niên kỷ thứ 41 là thời đại của chiến tranh triền miên. Trong đó, lịch sử, lý lẽ và hy vọng bị nghiền nát thành cát bụi dưới sức nặng không thể lay chuyển của những năm tháng đã qua. Đó là một thời đại tàn khốc và vô vọng. Cái bóng của sự đày đọa lan rộng khắp các vì sao. Sự tiến bộ bị thay thế bằng áp bức, nền giáo dục bị vùi dập bằng mê tín dị đoan, sự bắt chước máy móc và những lời cầu nguyện vô tri. Không còn chỗ cho hy vọng trong tương lai đầy ác mộng này. Không có thời gian cho lòng trắc ẩn hay thương xót. Chỉ còn lại chiến tranh. Trong màn đêm nghiệt ngã này, cơ hội sinh tồn duy nhất của nhân loại phụ thuộc vào sự bảo hộ của hoàng đế và chế độ thần quyền toàn trị tàn nhẫn và hiếu chiến mà ông sáng lập, được biết đến là Emporium of Man. Emporium là một đế chế trải dài khắp thiên hà và là đế chế lớn nhất, lâu đời nhất và hùng mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử của loài người. 1 triệu thế giới lao động bên dưới ách thống trị của Emporium với trái tim nằm tại Holy Terra, cái nôi của nhân loại, của vị vua của họ và là thủ phủ của một đế chế đang đàn áp và đùm bọc một lượng dân cư không thể đong đếm. Vương quốc rộng lớn này được những người cai trị nó hình dung như một khối thống nhất và bền chắc. Các hệ thống sao của nó được chia thành các phân vùng được gọi là segmentum và sector. Dân số được thống nhất bởi sự gắn kết tự nhiên trong loài
và 7 thứ đức tin đang bao trùm toàn đế chế. Các lãnh chúa tối cao của Terra, giáo hội hoàng gia Ecclesiarchy và hội đồng hành chính Adeptus Administratum ban hành các sắc lệnh cai trị nhân danh vị hoàng đế cầm lặng. Vô số đội quân và hạm đội hùng mạnh đang vũng dự yêu cầu của họ trên khắp thiên hà, trong khi vô số khác đang được xây dựng với quy mô không tưởng. Mà thông qua đó, sự thống trị của nhân loại đã chạm tới chính thiên đàng, đúng như ý chỉ thiêng liêng của hoàng đế. Ngược lại, thực tế là, mặc dù làm chủ hàng triệu hành tinh thuộc hàng ngàn hệ sao khác nhau, nhưng Imperium vẫn trải rộng một cách mỏng manh trong khoảng không bao la của thiên hà. Các vùng lãnh thổ của nó làm rải rác và thường bị chia cắt bởi những khoảng cách tính bằng năm, nếu không phải là hàng ngàn năm ánh sáng. Phần lớn trong số này luôn chìm trong rối loạn, các thế giới biến mất giữa cơn giông bão cuồng bạo, hay thậm chí bị tiêu diệt bởi sự xâm lược của những cơn ác mộng không thể đặt tên, ngay cả khi các vùng lãnh thổ mới đang được chinh phục bởi các phái đoàn Rogue Trader và những hạm đội thám hiểm táo bạo. Những cuộc thập tự chinh hoàng gia bùng cháy khắp các vì sao để đánh đuổi kẻ thù của họ hoặc để biến mất trong những trận chiến đẫm máu. Imperium có thể được hình dung một cách dễ hiểu như là hàng ngàn ngọn nến nhỏ rải rác và xa vời với nhau bên trong một khoảng không tối tăm và đầy rẫy nguy hiểm. Một số cháy sáng bùng nổ với sự sống sôi động, ngay cả khi những ngọn nến khác đang nhấp nháy, vùng vẫy và bị dập tắt. Mỗi thế giới của đế chế là lãnh địa tự trị của một vị thống đốc hành tinh, được phép cai trị theo cách họ thấy phù hợp, miễn là phần thuế của họ được tiếp tục giao đúng hạn. Nhiều người trong số này là những kẻ truyền quyền, bạo chúa hoặc những đứa con lai bất tài. Ngay cả những người xứng đáng cũng bị chia cách khỏi người cai trị thế giới con người gần nhất với những khoảng cách không thể vượt qua, mãi mãi bị bao vây bởi những kẻ xâm lược cả trong lẫn ngoài. Trong điều kiện như vậy, ngay cả những người cai trị công minh nhất cũng phải trở thành kẻ áp bức nếu họ hy vọng giữ cho con dân của mình sống sót khỏi nanh vuốt của kẻ thù hay khỏi sự trừng phạt của Imperium. Du hành không gian và thông tin liên lạc giữa hệ thống sao này với hệ thống sao khác trong Imperium hoàn toàn phụ thuộc vào một chiều không gian kỳ lạ của năng lượng vô biên được biết đến là Warp. Tuy nhiên, mặc dù loài người khai thác năng lượng của Warp để lan rộng khắp các vì sao, chính từ cõi địa ngục này, mối đe dọa lớn nhất đối với Imperium đã xuất hiện. Những thực thể tàn ác, rình rập bên trong dòng chảy tăm tối của nó, để đẩy những tâm hồn trung kiên đến với tà giáo và sự điên loạn, hoặc hiện hình như những con quái thú hung tợn để tan phá các thế giới của không gian thực. Mọi nơi mà Warp chạm tới, sự điên loạn và đột biến vô biên kéo theo sau, và những kẻ sùng đạo suy đồi của các vị thần bóng tối hiếm khi bỏ xa phía sau. Đây không phải là mối đe dọa duy nhất mà nhân loại phải đối mặt. Vô số đế chế ngoại lai bổ vây bóng tối giữa các vì sao, chúng tàn phá những miền đất xa xôi của nhân loại, ngay cả khi chúng đang cắn xé lẫn nhau hoặc đang cố gắng giành giật sự sống cho đế chế đã lụi tàn từ lâu của mình. Nhưng ngay cả thế, những chiến binh của Imperium vẫn tiếp tục chiến đấu, vượt lên mọi hy vọng thực tế về chiến thắng. Cuộc chiến của họ không vì danh dự, tự do hay lời hứa về một ngày mai tốt đẹp hơn. Đó là cuộc chiến vì sự sinh tồn, một cuộc đấu tranh quyết liệt để được nhìn thấy bình minh ngày mới, một tiếng hét thách thức vào khoảng không đói khát mà nhân loại sẽ không bao giờ nhượng bộ. Công cuộc thu địa hóa thiên hà vĩ đại nhất mà loài người từng thực hiện đã bắt đầu trước thời đại của Imperium hàng ngàn năm, không lâu sau khi họ tìm ra được cách để xâm nhập vào một chiều không gian song song, được gọi là Warp. Điều này nhanh chóng thay thế hoàn toàn nhu cầu tìm ra cách du hành nhanh hơn tốc độ ánh sáng trên không gian thực. Warp là một chiều không gian của năng lượng tâm linh thuần khiết, ẩn giấu đằng sau giới hạn vô hình của không gian thực, còn được gọi là Imperian, cõi phi vật chất, quyền linh hồn và nhiều danh hiệu đáng ngại khác. Warp là nơi mà mọi suy nghĩ, ước mơ, cảm xúc, hoài bão và nỗi sợ hãi của các chủng tộc có tri giác trong thiên hà tập hợp lại và có được thể chất. Nó có thể được hình dung như một đại dương vô tận với những cuộn sóng năng lượng và các dòng chảy vạn hòa luôn chuyển động, nhưng hình dạng thực sự của chúng sẽ thúc đẩy ngay cả tâm trí phàm trần vững chắc nhất đến với sự điên loạn. Đối với Imperium, nó vừa là món quà vô giá nhất, vừa là lời nguyền khủng khiếp nhất mà tạo hóa ban tặng. Bằng cách xuyên qua bức màn ngăn cách thực tại với Warp, nhân loại đã chạm tới đại dương vô tận đó. Thông qua dòng chảy của Warp, những con tàu vũ trụ của loài người đã có thể vượt qua khoảng cách đáng kinh ngạc giữa các vì sao chỉ bằng một phần nhỏ của khoảng thời gian mà lẽ ra họ phải mất. Đồng thời, tiềm năng tâm linh của nhân loại đã được mở khóa thông qua việc tập trung và giải phóng năng lượng tâm linh của Warp, cho phép những người đột biến được biết đến là các Psyker định hình lại thực tại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp bằng tâm linh từ thế giới này sang thế giới khác. Nếu không có Warp, Imperium sẽ không thể hoạt động, cũng như không thể tồn tại. Nó là cửa ngõ của nhân loại tới các vì sao.
nhưng cũng giống như bất kỳ đại dương bao la nào khác, biển linh hồn chứa biết bao dòng bão và những con sóng dữ có thể nuốt chửng những con tàu xấu số hoặc tràn vào bến bờ của thực tại để tàn phá các vì sao với những làn sóng ác mộng, sự biến dị mất kiểm soát và những hiện tượng siêu nhiên kinh dị khác. Tệ hơn nữa, Warp là nơi sinh sống của vô số đạo quân quỷ dữ, được sinh ra từ những dòng cảm xúc tiêu cực khổng lồ dồn nén qua nhiều triệu năm. Những thực thể săn mồi khát máu này lượn vòng như cá mập xoay quanh những tâm trí nhạy cảm về mặt tâm linh, thì thầm những lời cám dỗ của chúng và tìm cách xâu xé linh hồn của tất thảy sinh linh. Du hành Warp là cách duy nhất để loài người tồn tại trong cuộc đua chinh phục vũ trụ. Tuy nhiên, đây lại không phải là một vấn đề nhỏ, vì ngay cả một bước nhảy Warp đơn giản nhất cũng liên quan đến những nguy hiểm vượt xa trí tưởng tượng. Và một chuyến hành trình dài xuyên qua Imperium có thể yêu cầu hàng chục lần nhảy như vậy. Việc xuyên thủng bức màn ngăn cách không gian thực bởi Warp yêu cầu động cơ Warp Drive. Những kỳ quan công nghệ còn sót lại từ một thời đại siêu việt hơn đã bị lãng quên từ lâu của loài người. Nó xé bỏ lớp da của thực tại và cho phép một con tàu chìm vào cõi phi vật chất hoặc tìm đường thoát ra ngoài. Một khi nằm trong Warp, một con tàu phải dựa hoàn toàn vào trường năng lượng đặc biệt được gọi là Kellerfield để giữ sự an toàn. Cỗ máy kỳ lạ được tạo ra từ tinh hoa của giới khoa học lẫn siêu nhiên này bao trùm con tàu trong một tấm màn chắn với khả năng ngăn chặn phần lớn ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp của năng lượng Warp. Một con tàu trong Warp luôn bùng cháy như một ngọn đuốc đối với các thực thể săn mồi của cõi ác mộng đó. Linh hồn của những hành khách bên trong nó là một sức hút không thể cưỡng lại đối với chúng. Và nếu trường Galeville chập chờn hoặc vụt tắt, thì con tàu chắc chắn sẽ chìm trong nỗi kinh hoàng. Linh hồn và thể xác của tất cả những người bên trong trở thành mồi ngon cho quỷ dữ. Nhưng ngay cả khi đã vượt qua đường mối nguy hiểm này, con tàu sẽ chỉ có thể chạm đích thông qua nỗ lực của các Navigator. Những dị nhân kỳ lạ có con mắt thứ ba tâm linh với khả năng đọc được những dòng hải lưu và dòng chảy của Warp. Nhưng sinh thể đặc biệt này hướng dẫn các chuyến tàu của con người băng qua Imperia, cầu nguyện cho họ luôn xuất hiện trở lại một cách lành lặn, đầy sức sống và không bị vấy bẩn bởi sự băng hoại khủng khiếp bên trong dòng chảy đen tối của nó. Ranh giới giữa không gian thực và Warp rất mong manh. Một tấm màn mỏng có thể bị phá vỡ và tạo ra các vết nứt Warp, nơi ranh giới giữa vũ trụ vật chất và phi vật chất bị xóa bỏ, cho phép dòng năng lượng siêu nhiên cũng như những sinh vật tàn ác của biển linh hồn tràn vào thực tại. Các khe nứt này có thể hình thành do nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu xuất phát từ sự tăng vọt đột ngột của các nguồn năng lượng tiêu cực trong thiên hà. Điều này có thể xảy ra do kết quả của các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh hoặc xung đột bạo lực quy mô lớn, nơi mức độ chết chóc, hủy diệt và sợ hãi được sản sinh lớn tới mức vượt qua sức chịu đựng của bức màn ngăn cách giữa hai thế giới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các vết nứt Warp còn là kết quả trực tiếp của các hành động có chủ đích bởi các thế lực của Warp, như các nghi lễ hiến tế của các giáo phái hắc ám, sự chiếm hữu sai cơ của Demons hay sự kích hoạt của các công nghệ bị cấm. Tùy vào mức độ của năng lượng sai kích đã tạo ra chúng, những vết rách này có quy mô và thời gian tồn tại khác nhau. Một số chỉ là những cây cầu tạm thời, nhanh chóng thu hẹp lại và sụp đổ chỉ sau vài giờ, trong khi số khác lại tồn tại tới nhiều năm trời. Thậm chí nếu quy mô đủ lớn, chúng có thể tự mình duy trì và trở thành một vết thương vĩnh viễn trên lớp da của thiên hà. Dù là vô tình hay cố ý, sự hình thành của một vết nứt Warp thường đánh dấu khởi đầu của sự hủy diệt và hỗn loạn trên diện rộng, khi dòng năng lượng tâm linh đen tối tuôn trào từ chúng, bủa vây vùng không gian xung quanh và làm rối loạn các quy luật tự nhiên của không gian thực, từ thời gian, không gian cho đến vật chất và tinh thần, kéo theo sau đó là sự tấn công của bầy đàn quỷ dữ và các thực thể khát máu khác của Warp. Trong suốt hơn 10.000 năm kể từ khi Hoàng đế bắt đầu nỗ lực thống nhất nhân loại, The Eye of Terror là vết rách Warp vĩnh viễn lớn nhất trong không gian thực. Nó in bóng lên bản đồ thiên hà dưới hình dạng của một cơn bão xoáy kích khổng lồ trải dài tới hàng chục ngàn năm ánh sáng, làm nhiễu loạn nặng nề vùng không gian xung quanh và đem sự hỗn loạn tới hàng trăm hệ sao với những cuộc tấn công liên tục của các đạo quân quỷ dữ, dịch bệnh và các thảm họa siêu nhiên. Vì là cánh cổng lớn nhất trong không gian thực, trong suốt nhiều thế niên kỷ, The Eye đã đóng vai trò như đại bản doanh và là điểm xuất phát của vô số cuộc xâm lược từ Warp, buộc các lực lượng quân sự của Imperium phải đóng quân vĩnh viễn dọc theo biên giới của nó, luôn luôn cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc chiến bất tận mà The Eye đem tới. Nhưng rồi, khi thiên niên kỷ thứ 41 đang tiến gần đến cái kết đẫm máu của mình, sự sụp đổ của thế giới pháo đài Cadia và những cột tháp cổ xưa của nó, sự tàn phá của Krakboa Beltan, sự đào thoát của con quỷ Ametha, sự trả thù của Magnus Sirius đối với Fenris cùng với hàng chục bước ngoặt đen tối khác trong thiên hà đã phá vỡ thực tại và tạo ra một vết thương khác trên lớp da của thực tại
thậm chí còn vượt xa nỗi kinh hoàng của The Eye, The Great Rift, hay còn được biết đến với cái tên Cicatric Maledictum đối với Imperium, hay Gog's Grin đối với lũ Orc, Dathadian với loài Eldari và vô số cái tên khác biểu trưng cho sự kinh hoàng và mang nặng tính biểu tượng thần thoại. Nó đã thay đổi bộ mặt của cuộc chiến vì thiên hà. Khi mở ra, rãnh nứt lớn đã giải phóng một cơn sóng thần chứa đựng dòng năng lượng hắc ám hung dữ và một màn đêm siêu nhiên được Imperium gọi là Noctis Aeterna. Và chỉ riêng điều này đã cướp đi vô số thế giới, hạm đội và đội quân. Mặc dù màn đêm này đã lùi xa, bản thân The Great Rift vẫn tiếp tục mở rộng và lây lan, nuốt chửng các chủng tộc với cơn thịnh nộ phi tự nhiên của nó. Mặc dù chắc chắn rằng việc The Great Rift mở ra là mưu đồ của những kẻ dị giáo hiểm độc, nhưng rất ít người trong Imperium biết sự thật về cách thức hoặc tại sao chuỗi bao quát khốc liệt này lại bùng phát khắp thiên hà. Điều rõ ràng duy nhất là Imperium đã bị chia cắt, bị xé làm hai bởi một vành đai cuồn cuộn năng lượng tâm linh kinh hoàng đã khiến cho vương quốc của hoàng đế trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Khu vực thiên hà rộng lớn được gọi là Imperium Sanctus là một nửa vương quốc của nhân loại may mắn hơn sau sự mở đầu của rạn nứt khổng lồ. Tất nhiên, trong thời đại ác mộng này, may mắn hơn chỉ là một thuật ngữ so sánh tương đối. Nó bao gồm các Segmentum, Pacificus, Tempestus và Solar. Cùng với các sector của Obscurus và Ultima, Imperium Sanctus lấy Holy Terra làm trung tâm, từ đây luôn tỏa ra ánh sáng tâm linh của ngọn Astronomicon, một ngọn hải đăng hoàng kim vĩ đại luôn tỏa sáng xuyên qua sự điên cuồng của chiều không gian siêu hình, để đóng vai trò là người điều hướng cho các tàu vũ trụ tìm đường băng qua đại dương vô định đó. Ánh sáng của ngọn hải đăng Astronomicon được tạo ra trên Terra từ một dàn hợp xương vĩ đại của các Psyker, sau đó được hoàng đế tập trung và chiếu lên Warp thông qua sức mạnh tâm linh thần thánh và công nghệ siêu việt trong cỗ ngài vàng của chính mình. Hàng trăm Psyker chết trong đau đớn mỗi ngày vì tâm trí và linh hồn của họ bị thiêu đốt bởi đấu lực này. Sự hao tổn khủng khiếp như vậy được coi là một cái giá nhỏ phải trả để cung cấp cho sự dẫn lối mà nhân loại phải dựa vào để điều hướng trong thiên hà. Chính nhờ ánh sáng của ngọn hải đăng Astronomicon mà ngay cả khi việc The Great Rift mở ra đã biến không gian thực trở thành cơn ác mộng của địa ngục và khiến cho vô số thế giới của đế chế bị bao vây, Imperium Sanctus vẫn có thể tiếp tục vận hành. Xuyên suốt khu vực rộng lớn của thiên hà này, các thế giới đủ loại tăng cường phần thuế nhân lực quân sự và các nguồn tài nguyên quan trọng, gửi chúng đi để củng cố hàng phòng thủ và làm dịu cơn đói khát không bao giờ kết thúc của nhân loại giữa các vì sao. Vô số lực lượng quân sự chạy đua từ chiến khu này sang chiến khu khác, chiến đấu với những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối vương quốc của hoàng đế, trong khi các hạm đội vĩ đại của Imperial Navy tham gia vào những cuộc đụng độ khốc liệt trong không gian chống lại vô số các bầy đàn xâm lược khác nhau. Những cuộc thập tự chinh của các Sister Battle mang thánh chỉ của giả hội hoàng gia và trái tim rực lửa của chiến tranh, thanh trừng những kẻ dị giáo chống lại đức tin của đế chế ở bất kỳ nơi nào chúng được tìm thấy. Vô số các đặc vụ của đế chế thực thi ý muốn của hoàng đế trong công khai hoặc bí mật xuyên suốt Imperium Sanctus, trong khi các giáo sĩ công nghệ của Adeptus Mechanicus trên sao hỏa và vô số các pho của thứ cấp của nó thu thập những công nghệ cổ đại của vị thần máy Omnisire. Họ sử dụng những kho tàng kiến thức được hiểu một cách mơ hồ này để tạo ra các công nghệ và vũ khí mà đội quân của nhân loại cần có để chiến đấu với kẻ thù của họ. Điều này không có nghĩa là Imperium Sanctus là một cỗ máy vận hành trơn tru. Chỉ thông qua giao tiếp tâm linh mới có thể kết nối những khoảng cách rộng lớn giữa các thế giới của đế chế. Các thông điệp chạy từ tâm trí kiệt quệ nhạy cảm với Warp này tới một tâm trí nhạy cảm khác. Quá trình liên lạc tâm linh này mang nặng tính trừu tượng, mơ hồ và thiếu chính xác. Nhưng thậm chí còn tồi tệ hơn nữa là bộ máy quan liêu cứng nhắc mà qua đó Imperium Sanctus được cai trị. Vô tri và vô tâm, lạnh lùng và chậm chạp, bộ máy hành chính nghiền nát tất cả thành cát bụi dưới sức nặng của mình. Hàng ngàn năm lịch sử bị quyền lãng giữa những hầm mộ bụi bặm, bị phong ấn đằng sau những rào cản và sự trà đạp của tôn giáo. Thời gian phản ứng lại khủng hoảng thường có thể đo bằng năm, thập kỷ, thậm chí là cả thế kỷ. Số phận của toàn bộ một vài thế giới hầu như không được cân nhắc, trong khi cuộc sống của cá nhân được xem là vô nghĩa. Các sinh vật sống của Imperium chỉ đơn thuần là những hạt thóc trong một cối xay không ngừng xoay. Một nguồn tài nguyên không khác gì Promethium đang cung cấp nhiên liệu cho các động cơ của nó. Sắt và Adamantite bọc thép cho các chiến binh và phương tiện chiến tranh, hay như cháo protein đang nuôi sống các đội quân của nó trên chiến trường. Bị đè bẹp dưới chế độ độc tài áp bức của luật pháp hoàng gia và được an ủi trong cơn tuyệt vọng bởi được tin vào sự che chở của hoàng đế. Hầu hết đàn ông và phụ nữ cư trú trong đế chế rộng lớn này được sinh ra, sống trong một cuộc sống vất vả và sợ hãi để rồi cuối cùng chết trong cảnh khốn cùng,
suy dinh dưỡng, kiệt quệ hoặc một số biến mất trong những tai nạn lao động mà không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy một người ngoài hành tinh, một kẻ dị giáo hay thậm chí chỉ một chiến binh trong những đội quân hùng vĩ của nhân loại. Ấy vậy mà thông qua sự tồn tại mờ nhạt ấy, mỗi người trong số họ đã thực hiện phần việc của mình trong cuộc chiến thiên hà của nhân loại, cũng giống như việc một viên đạn bị bắn ra từ họng súng hay một lưỡi dao đâm vào nội tạng của kẻ thù. Quả thực, chỉ những người được đi tới các vì sao để tham chiến hoặc chinh phạt dưới danh nghĩa của hoàng đế mới có cơ hội nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của sự tồn tại. Nhưng ngay cả khi ấy, phần lớn những gì họ chứng kiến luôn là những thứ khủng khiếp. Ấy vậy mà bất chấp những sự khổ hạnh và vô nghĩa và sự áp bức và sự suy tàn của mình, Imperium Sanctus tiếp tục tiến lên phía trước. Sức nặng và động lượng khủng khiếp của nó đẩy nó tiến lên qua những bi kịch vô ngần và khó khăn không kể xiết. Toàn nhân loại đã chuyển hoàn toàn nỗ lực của mình sang việc duy trì chiến tranh tổng lực, đồng thời cầu nguyện với hoàng đế rằng một ngày nào đó cơn ác mộng này sẽ kết thúc. Vùng không gian được gọi là Imperium Nihilus bao gồm hơn một nửa diện tích thiên hà đã bị chia cắt khỏi ánh sáng của hoàng đế bởi những cơn bão warp dọc theo The Great Rift. Chúng không chỉ ngăn cản ánh sáng của hải đăng Astronomicon mà còn khiến cho gần như mọi nỗ lực du hành warp trở nên bất khả thi. Trong đó chỉ còn lại hai cửa ngõ tương đối ổn định mà qua đó hạm đội của Imperium mới có thể vượt qua bão tố để chạm tới nửa vương quốc tăm tối của mình. Nhưng ngay cả những cây cầu run rẩy này cũng bị bao vây bởi những kẻ thù tâm linh và những bầy sói cơ hội. Nhưng ít nhất chúng cũng an toàn hơn so với những lối mòn thỉnh thoảng mở ra giữa các vành đai bão chỉ để đóng lại như hàm một con quái vật đối với những người đủ dũng cảm hoặc ngu dốt dám vượt qua. Vì bị tách khỏi phần còn lại của vương quốc của hoàng đế, hầu hết các thế giới trong Imperium Nihilus đều phải đứng một mình trong bóng tối. Rất nhiều trong số đó đã sụp đổ ngay trong những ngày ác mộng đầu tiên của Noctis Eterna khi những đợt sóng xung kích của sự biến động tâm linh tấn công thiên hà sau khi rãnh nứt vừa mở ra, bị hủy diệt hoặc biến dạng đến mức không thể nhận ra bởi những cơn bão warp. Đằng sau sự che chở của năng lượng psychic đen tối, những bầy đàn ma quỷ khổng lồ đã tràn ra từ những vết rách trên lớp da của thực tại để tàn sát và đày đọa tất cả sinh linh mà chúng gặp, trong khi các giáo phái dị giáo nổi dậy để lan truyền lời tiên tri về sự diệt vong của vạn vật và đẩy con người quay lưng lại với nhau trong những cuộc tẩm máu điên loạn. Vẫn có các thế giới đứng vững, các pháo đài huy động các đồn trú của họ chuẩn bị vũ khí cho những nỗ lực phản công. Những con người thuộc về các thế giới nông nghiệp kiên cường đã thành lập các lực lượng dân quân phòng thủ, tiến vào các vùng hoang dã và chiến đấu trong các cuộc chiến tranh du kích chống lại những kẻ xâm lược ngoài hành tinh, trong khi các thế giới công nghiệp huy động mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em để tạo ra những đội quân khổng lồ và ném vào hàm răng của những nỗi kinh hoàng tới từ thế giới bên kia và bên ngoài các vì sao. Cơn thịnh nộ của Warp đã khiến cho việc du hành Warp trở nên nguy hiểm hơn bao giờ, bị buộc phải vật lộn với thủy triều dữ dội, những điểm đến không chắc chắn và sự biến dạng không thời gian lớn. Những con tàu của Imperium chỉ có thể mạo hiểm với những bước nhảy Warp ngắn nhất. Có nghĩa là việc di chuyển trong Imperium Nihilus không chỉ cực kỳ nguy hiểm mà còn phải tiến hành một cách vô cùng chậm chạp. Việc liên lạc giữa các hành tinh cũng gần như bị chặn hoàn toàn. Việc gửi đi một thông điệp xuyên suốt Imperium Nihilus đòi hỏi những nỗ lực siêu nhiên và thường là chết người. Nhưng ngay cả những thông tin đã đến được với người nhận cũng thường xuất hiện dưới hình dạng của những cơn ác mộng luân hồi. Nhiều thế giới hoàn toàn bị cô lập, một số bị buộc phải tin rằng mình là thành trì duy nhất còn sót lại của nền văn minh nhân loại trong thiên hà. Nhiều vị thống đốc của hành tinh, chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã buộc phải đưa ra những lựa chọn khủng khiếp và thực hiện những hành động quái dị chỉ để giữ cho ánh sáng của nền văn minh tiếp tục cháy trên thế giới mà họ cai trị. Các bệnh dịch đột biến, sự điên loạn và các căn bệnh siêu nhiên bùng phát trong khi cảnh quan biến dạng và thay đổi dưới bầu trời địa ngục. Các thực thể hiểm độc dường như xuất hiện theo ý muốn để săn lùng những ai thiếu cảnh giác, trong khi nỗi tuyệt vọng rình rập mọi tâm hồn con người. Trong khi Imperium Nihilus bị tê liệt, kẻ thù của họ đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một số chủng tộc Xenos đã sở hữu các phương pháp thay thế, có thể là công nghệ, khoa học, sinh học hoặc ma thuật để du hành giữa các vì sao trong khi bỏ qua hoàn toàn Warp. Thậm chí có những kẻ chọn say sưa với sự hỗn loạn đã được giải phóng, vui sướng cưỡi trên những dòng chảy của sự điên loạn tới bất kỳ nơi nào mà số phận chỉ định và sẵn sàng ập xuống bất kỳ thế giới ngẫu nhiên nào trên đường đi của chúng. Nhưng cơn ác mộng đang làm tàn lụi các thế giới được tạo ra khắp nơi nhằm hỗ trợ những kẻ tôn thờ các vị thần bóng tối. Ngay cả khi nó đang quằn quại một cách điên cuồng, Warp vẫn cho phép những kẻ dị giáo và phản bội này đi theo những cơn thủy triều thuận lợi, thường xuyên đưa chúng đến đích một cách nhanh chóng nhưng không muốn nói là an toàn. Sự dâng trào của các dạng năng lượng tâm linh cho phép những cycle điên loạn thực hiện những nghi lễ đen tối không thể diễn tả để kéo toàn bộ các thế giới vào hỗn loạn hoặc dịch chuyển chúng thẳng vào trái tim của địa ngục quá. Những thực thể tồi tệ cổ xưa
chưa từng xuất hiện trong nhiều thiên niên kỷ, được nuôi dưỡng bằng dòng năng lượng thuần khiết của sự hỗn loạn không kiểm soát mới này, tập hợp sức mạnh của mình để đâm xuyên qua bức màn thực tại một lần nữa và ấp số nhân loại vào những tiếng rú rùng rợn, sự sống vụt tắt ở khắp mọi nơi. Ngay cả với những điều này, cái thế giới trung thành của Imperium Nihilus vẫn tiếp tục chiến đấu, củng cố niềm hy vọng đang lung lay của họ bằng lòng cam thù không thể kiềm chế. Cứ mỗi hệ thống sao bị bóng đêm nuốt chửng, một cuộc thập tự chinh hoàng gia sẽ vạch ra hành trình xuyên qua các vì sao để trợ giúp nỗ lực phòng thủ tuyệt vọng của họ. Cả hành tinh của các chapter Space Marines, các pháo đài Inquisition và thành trì của Adepta Sororitas tỏa sáng như những ngọn hải đăng sáng chói của sự ngoan cường giữa bóng đêm. Các Night Wars thắp lên ngọn lửa chiến tranh và vượt qua bão tố, giống như cách họ đã từng làm trong những thiên niên kỷ kinh hoàng của kỷ nguyên xung đột. Trong khi đó, các Rogue Trader táo bạo, các đội tàu thám hiểm Adeptus Mechanicus kiên cường và vô vàn hạm đội Imperial Navy quả cảm đã bất chấp tất cả để vượt qua cơn thịnh nộ của cõi phi vật chất để mang lại hy vọng cho những thế giới đã mất hoặc giành lấy các thuộc địa mới cho nhân loại. Có lẽ ngày tận thế của thiên hà đã điểm, có lẽ bóng tối của Imperium Nihilus sẽ lan rộng mãi mãi bất chấp mọi nỗ lực của nhân loại. Nhưng trong khi đức tin vào hoàng đế vẫn tiếp tục bùng cháy mạnh mẽ, các chiến binh của Imperium sẽ không bỏ cuộc. Đối với đại đa số nhân loại, hoàng đế là một vị thần. Ông là sự hiện diện của đấng tạo hóa, người ngồi trên ngai vàng của Terra. Ông là người dẫn lối, người cai trị, người có quyền lực tối cao mà họ cầu nguyện để được giúp đỡ và giải thoát. Trong hàng chục ngàn năm, hoàng đế đã được miêu tả và tôn thờ dưới vô số hình dạng khác nhau bởi những linh hồn không đếm xuể. Nhưng có lẽ phần lớn trong số đó sẽ phát điên vì tuyệt vọng nếu họ biết được sự thật về vị thần toàn năng của mình. 10.000 năm đã trôi qua kể từ khi hoàng đế trỗi dậy trên đất mẹ Terra. Chính ông là người đã đoàn kết những tàn dư còn sót lại trong kỷ nguyên xung đột đau thương của nhân loại và dẫn dắt họ giành lại đế chế vĩ đại đã mất của mình. Những ghi chép rõ ràng về thời đại huy hoàng đó đã không còn nữa, bị nghiền thành cát bụi dưới sức nặng của hàng thiên niên kỷ đã trôi qua, hoặc bị thất lạc giữa những căn hầm bị chôn vùi và niêm phong bằng ma thuật mà giờ đây không ai có thể mở được nữa. Những gì được giữ lại là những câu chuyện ngụ ngôn, thần thoại và kinh sách tôn giáo kể về một cuộc thập tự chinh vĩ đại nhằm đẩy lùi bóng tối của đêm cũ và thay thế nó bằng ánh sáng hoàng kim của Imperium of Man. Con cháu của hoàng đế, các á thần được gọi là Primarch, tự lãnh đạo đội quân tái chinh phạt thiên hà của ông, đứng trước họ không kẻ thù nào có thể đứng vững, vinh quang vĩnh cửu đã vẫy gọi. Và rồi, dị giáo xảy ra, và rồi kẻ phản bội Horus lộ mặt. Hoàng đế đã thất thủ. Đứa con trai sáng giá nhất, Horus, đã gây chiến với vương quốc của cha mình, khiến một nửa những người anh em trung thành hùng mạnh của mình phải chịu đày đọa cùng với hắn. Và qua đó phụng sự ý chí của các vị thần hỗn ma hắc ám và khủng khiếp của Warp. Những câu chuyện đã kể về một cuộc chiến tàn khốc quét qua các vì sao. Hết thế giới này đến thế giới khác bị thiêu rụi khi Imperium bị dày xéo trong cơn thịnh nộ điên cuồng của những người đã từng có công xây dựng nó. Và các chiến binh trung thành của hoàng đế đã chiến đấu với lũ quỷ của hỗn ma để giành giật linh hồn của nhân loại. Cuối cùng, cái phản bội đã bị tiêu diệt bởi chính hoàng đế. Nhưng chỉ sau khi hắn đã nghiền nát và xâu xé cơ thể của cha mình bằng những móng vuốt tàn nhẫn. Truyền thuyết kể rằng hoàng đế đã ngồi lên ngai vàng vào ngày đó. Hình dạng vật lý của ông đã bị hủy hoại, chỉ được lưu giữ lại nhờ vào hệ thống máy móc phức tạp của thiết bị khổng lồ này. Tuy nhiên, tâm hồn và trí tuệ siêu nhiên toàn năng của ông vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Từ khoảnh khắc đó, nỗ lực bảo hộ siêu nhiên của hoàng đế dành cho loài người đã bắt đầu. Mặc dù không còn khả năng sải bước với lưỡi kiếm rực lửa và dẫn dắt các đội quân của mình ra trận, hoàng đế vẫn dẫn đường bảo vệ người dân của mình. Được khắc ghi trong một số bài giảng của giáo hội hoàng gia, các văn bản linh thiêng và những bức họa tráng lệ trên các cửa sổ kính màu khổng lồ trên khắp thiên hà. Lời dạy đó vẫn là trọng tâm của đức tin đế chế, rằng hoàng đế vẫn đang bảo vệ nhân loại khỏi sự tổn thương, chiến đấu với lũ ác quỷ trong cõi vô thực, miễn là con dân vẫn trung thành với ông, hoàng đế sẽ bảo vệ. Thực tế là, hoàng đế là một vị vua xác sống. Thân thể ông ta đã khô héo và mục nát từ lâu. Các máy móc phức tạp của cỗ ngài vàng bao bọc toàn bộ phần vật chất còn lại của ông và bảo tồn chúng bằng cách sử dụng các trường ngưng động thời gian và lò phản ứng nhiệt hạch. Nhưng mặc cho tất thảy sự tồn tại thần thánh trước kia, giờ đây thứ duy nhất còn nguyên vẹn là ý chí tối cao của ông. Hoàng đế đã không còn có thể giao tiếp với những người phụ sự mình,
không thể bày tỏ trực tiếp mong muốn hay đưa ra các mệnh lệnh. Sự cai trị của ông có bản chất siêu hình hơn nhiều. Vì thông qua ý chí của ông, nỗi kinh hoàng đen tối của hồn ma sẽ không thể nuốt chửng hoàn toàn nhặt lọt. Ngay cả khi phần xác của ông đang quằn quại trong luyện ngục vĩnh viễn trên ngai vàng Terra, thì linh hồn mạnh mẽ của ông vẫn ngự trị trong Warp và chiến đấu với làn sóng vô tận của những sinh vật ác độc luôn trực chờ để xâu xé con dân của ông. Hoàng đế đã cống hiến tất cả những gì mình có để đế chế của mình có thể trường tồn. Và mặc dù nó đã trở nên khác biệt rất nhiều so với vương quốc văn minh vĩ đại mà ông đã hình dung, nó vẫn đứng vững. Căn phòng ngai vàng của hoàng đế nhân loại được cho là vị trí được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ Imperium. Nằm ở trung tâm của cung điện hoàng gia trên Terra, nó được canh giữ bởi những người khổng lồ mặc giáp vàng của Adeptus Custodes. Những chiến binh tráng lệ tới cơ thể cộng hưởng với nguồn năng lượng đáng kinh ngạc của kỹ thuật di truyền. Và họ cống hiến toàn bộ sự tồn tại của mình để bảo vệ phần cơ thể vật chất của hoàng đế và thực thi ý nguyện thiêng liêng của ông bằng mọi cách có thể. Bản thân cung điện là một thành trì rộng lớn, một lục địa pháo đài được xây dựng trên đỉnh của dãy núi vĩ đại nhất của thế giới ngai vàng. Cửa hàng công sự kiên cố chằng chịt và các ụ súng khổng lồ đủ khả năng xua đuổi các đội quân có khả năng tàn phá toàn bộ hệ thống sao. Khoảng không xung quanh Terra cũng tràn ngập các hạm đội, hệ thống phòng thủ quỹ đạo rộng lớn và các bãi mìn ẩn trong không gian. Tuy nhiên, ngay cả với những điều này, hoàng đế vẫn luôn gặp nguy hiểm. Từ giữa các vì sao, những hạm đội xâm lược khổng lồ không đếm xuể xuất hiện. Những kẻ dị giáo, hỏa hành tinh và những con quỷ khát máu không ngừng ném mình vào hàng phòng thủ của hệ mặt trời với hy vọng xâm nhập vào chính Terra. Tệ hơn nữa, mặc dù các vị Magi lão luyện nhất của vị thần máy sao hoa đã hội tụ quanh ngai vàng với sự đồng lòng không dứt, phần lớn kiến thức cổ xưa của họ đã bị quên lãng từ lâu. Không còn ai trong toàn Imperium có khả năng duy trì hệ thống phức tạp của ngai vàng. Và giờ đây, có những lời thì thầm rằng họ có thể đang thất bại. Kể từ khi rơi vào trạng thái bất động của mình, hoàng đế đã phải hấp thụ linh hồn của hàng ngàn sài cờ mỗi ngày để duy trì sự tồn tại của mình. Nhưng người ta nói rằng cơn khát sinh khí của ông đang ngày càng trở nên vô độ. Liệu điều này có nghĩa là sau cùng thì linh hồn của ông đang chết dần hay không? Nếu đúng vậy thì nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong, vì nếu hoàng đế không còn thì ngọn Astronomicon cũng sẽ vụt tắt, đồng nghĩa với việc toàn bộ Imperium sẽ bị cô lập giữa khoảng không đói khát của thiên hà và lần lượt phải đối mặt với cái kết thảm khốc của riêng mình. Không còn tồn tại như một vị lãnh đạo đơn thuần, giờ đây hoàng đế được tôn thờ như một vị thần thực sự của loài người. Trái với nỗ lực xóa bỏ mê tín dị đoan trong quá khứ của chính ông, lòng nhiệt thành tâm linh và các giáo điều tôn giáo hà khắc đã dần trở thành thước đo cho lòng trung thành với hoàng đế, với sự tuân thủ mù quáng của dân chúng được thúc đẩy và tư tưởng tự do được xem xét với sự nghi ngờ và thù địch. Tuy nhiên, vì hoàng đế toàn năng mà họ tôn thờ đã không còn khả năng lãnh đạo trực tiếp, số mệnh của Imperium giờ đây phụ thuộc vào sự cai trị của những con người phàm trần nằm trong một bộ máy quan liêu với quy mô và sự phức tạp không thể hình dung. Nó bắt đầu với 12 vị lãnh chúa tối cao của Terra, những con người quyền lực nhất trong thiên hà. Nhiệm vụ của họ là diễn giải ý chí thiêng liêng của vị hoàng đế câm lặng và hy vọng rằng tâm trí hùng mạnh của ông sẽ hướng dẫn họ thực hiện những lựa chọn thường xuyên quyết định số phận của hàng tỷ con người một cách đúng đắn. Trung tâm của bộ máy cai trị Imperium là Adeptus Terra, còn được biết đến là giáo hội cổ đại của trái đất, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các lãnh chúa tối cao, được chia thành vô số các cơ quan và tổ chức trực thuộc để thực hiện mọi nhiệm vụ được giao ở mọi cấp độ phức tạp. Những cánh tay quyền lực của nó trải dài khắp đế chế và quyền hạn của nó bao hàm đến mọi thế giới loài người. Không một người phàm nào có hy vọng thoát khỏi ảnh hưởng của nó hay mong muốn chống lại mệnh lệnh của các lãnh chúa tối cao mà không bị trừng phạt. Các nhánh khác nhau của tổ chức khổng lồ và đa diện này đều nắm giữ những sức mạnh khủng khiếp, các phong tục độc đáo và bí mật đen tối của riêng mình. Trên khắp thiên hà rộng lớn, thông tin được thu thập, luật lệ được thực thi, thuế được đánh và các cuộc chiến được phát động, cũng như cách mà chúng được thực hiện trong hơn 10.000 năm qua và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Giống như một chiếc đồng hồ cổ xưa và nặng nề, các bánh răng của bộ máy Imperium luôn chuyển động về phía trước, được thúc đẩy bởi động lượng khổng lồ của chính chúng, tiếp tục quay vòng và nghiền nát tất cả mà không cần suy nghĩ hay cân nhắc. Imperium quá đỗi rộng lớn và được phân bổ quá mỏng trên một khoảng cách vũ trụ gần như không thể tưởng tượng được, đến nỗi thách thức các quy luật tập trung. Có thể mất hàng tháng, đôi khi nhiều năm trời cho một báo cáo, một tín hiệu khẩn cấp hoặc một tiếng kêu cứu vượt qua được các vùng vịnh giữa các vì sao để chạm đến Terra.
Tương đi việc triển khai một phản hồi thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn, nhờ một phần không nhỏ vào tính chất hỗn loạn và khó đoán của việc du hành Warp. Trên thực tế, những khu vực rộng lớn của Imperium, đặc biệt là những nơi xa xôi hoặc khó tiếp cận hơn, chỉ có thể trông cậy vào vị thống đốc và quân đội trong hệ thống sao của riêng mình để được bảo vệ. Việc những người sống trên những thế giới biệt lập như vậy cảm thấy Terra quá xa cách và nắm giữ sự kiểm soát yếu ớt đối với hành tinh của họ là khá phổ biến. Tuy nhiên, chỉ bởi vì vương quốc của Hoàng đế quá rộng lớn đến độ không thể kiểm soát được tất cả, không có nghĩa là bộ máy quan liêu khổng lồ của nó không tiếp tục cố gắng một cách kiên quyết. Sẽ thật là một thống đốc ngu ngốc nếu ông ta nghĩ rằng mình vượt qua được ánh mắt của Hoàng đế. Nếu một thế giới dám đi ngược lại với hiện trạng cứng nhắc của mình, nó sẽ bị đàn áp, bị trừng phạt một cách tàn bạo và bị hành hạ để trở lại đúng hàng ngũ của mình. Những biện pháp như vậy là tối quan trọng đối với sự tồn tại của Imperium, vì nó luôn bị bao vây bởi kẻ thù cả trong lẫn ngoài. Cần phải đưa ra ví dụ nếu muốn các thế giới khác thực hiện phần việc cực nhọc của mình cho nỗ lực chiến tranh xuyên thiên hà và tránh khỏi mọi nguy cơ dù là nhỏ nhất của sự nổi dậy, dị giáo hoặc tệ hơn. Danh tính và trách nhiệm của các lãnh chúa tối cao của Terra có thể khác nhau theo các thời kỳ, vì các thành viên phàm trần chắc chắn sẽ chết và ảnh hưởng của họ có thể tăng lên hoặc lại giảm đi. Nhưng họ luôn là những người lãnh đạo và đại diện của các tổ chức hùng mạnh nhất trong bộ máy của Imperium. Lời nói của họ là luật pháp và hành động nhỏ nhất của họ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy của số phận của hàng ngàn hệ sao. Dưới sự bảo trợ của các lãnh chúa tối cao nằm trong Adeptus Terra, bộ máy quan liêu hoàng gia khổng lồ được phân thành vô số tổ chức. Lớn nhất trong số này là Adeptus Administratum. Bản thân nó cũng bao gồm hàng ngàn bộ phận khác nhau. Bộ máy quân sự hùng vĩ của nó là Departmental Monitorum, có nhiệm vụ sắp xếp, cung cấp và khai thác sức mạnh quân sự khủng khiếp của bộ máy chiến tranh của đế chế. Trong khi đó, vai trò của các bộ máy còn lại là tổ chức quản lý, thu thuế và lưu trữ, một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá đỗi cực nhọc và phức tạp đến mức những tồn đọng hành chính của họ có thể trường tồn suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, bánh răng của Administratum vẫn tiếp tục ngấu nghiến hàng tỷ nhân lực đã kiệt quệ hoặc điên loạn mỗi ngày chỉ để lê bước về phía trước. Đối với họ, chỉ cần nhiệm vụ được hoàn thành là đủ, còn việc thấu hiểu được xem là không cần thiết và cũng không được hoàn ngành. Còn có rất nhiều cơ quan thiết yếu khác bên trong Adeptus Terra với những cái tên tiêu biểu gồm có Hội đồng Navis Nobility và các đại gia tộc Navigator lừng lẫy của nó. Adeptus Astra Telepathica sở hữu những đội tàu Black Ship luôn rình rập trên khắp Imperium để tìm kiếm các Psyker tiềm năng cũng như các ứng viên thích hợp cho hội Scholastica Psykana để đào tạo họ thành những người truyền tin thần giao cách cả hoặc để dâng hiến cho ngai vàng của Hoàng đế. Adeptus Astronomica là nơi đào tạo các Psyker để trở thành nguồn năng lượng cho ngọn Astronomicon đang điều hướng cho các hạm đội của Imperium. Adeptus Abilities bao gồm các thẩm phán và cảnh sát thi hành luật pháp hoàng gia trên khắp vương quốc của loài người. Officio Assassinorum là nơi chọn lọc những cá thể đặc biệt nhất trong nhân loại và biến họ thành những cỗ máy giết người chuyên nghiệp quái dị. Danh sách này cứ tiếp tục nối dài đến mức làm thất bại ngay cả những nỗ lực thống kê kiên quyết nhất. Hàng loạt cơ quan độc lập và bán tự động khác cai trị Imperium thông qua các giáo điều tâm linh song hành với sức mạnh quân phiệt. Adeptus Ministratum, Adeptus Mechanicus, Adeptus Astartes, Astra Militarum, Questor Imperialis và vô số những tổ chức khác nhau cung cấp sức mạnh quân sự của mình để thực thi ý muốn của các lãnh chúa tối cao, trong khi Navis Imperialis gửi đi hàng ngàn hạm đội ra ngoài không gian, đi theo những con đường mòn được thắp sáng bởi các phái đoàn Rogue Trader can đảm của Adeptus Astra Cartographica, trong khi các đặc vụ của tòa án dị giáo di chuyển trong bóng tối và chiến đấu cho các cuộc chiến bí mật nhân danh Hoàng đế. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực tổng hợp của họ, chỉ một phần nhỏ phần trăm những lời cầu cứu trên khắp Imperium có thể được trả lời, và chỉ một phần nhỏ các mối đe dọa được ngăn chặn bởi các lực lượng thích hợp. Sau tất cả, chính bản thân quy mô của Imperium và động lượng khổng lồ của nó đã đưa nó tiến về phía trước qua hàng thiên niên kỷ đau thương và tàn nhẫn hiệu quả hơn nỗ lực của bất kỳ một tổ chức đơn lẻ nào. Tiềm lực quân sự của Imperium vượt xa sức tưởng tượng. Mọi thế giới trong vương quốc của Hoàng đế đều vang vọng với sự rung chuyển của những cuộc hành quân bất tận và âm thanh chói tai của ngành công nghiệp quân sự hùng vĩ. Các chiến hạm của Hoàng đế treo mình trong không gian như những mũi kim bọc thép xuyên qua bóng tối. Những cỗ máy chiến tranh vĩ đại, đám đông cuồng nhiệt của những kẻ sát nhân cuồng tín, những siêu chiến binh tinh nhuệ, các sát thủ của màn đêm,
Hóa binh long trời lở đất và hàng tá các đặc vụ khác thuộc về quyền lực tối cao của đế chế đang chiến đấu trên khắp thiên hà, thế sẽ cống hiến mạng sống của mình nhân danh chủ nhân của nhân loại. Trong suốt hơn 10.000 năm, loài người đã chiến đấu hết khả năng để giành giật vị trí của mình trong thiên hà. Giờ đây, trong thiên niên kỷ thứ 41, cuộc chiến này thậm chí còn trở nên khốc liệt và đẫm máu hơn bao giờ hết. Với sự hiếu chiến điển hình, Imperium đáp lại thử thách này bằng cách đẩy mọi thế giới trong vương quốc của mình vào khuôn khổ của một cuộc chiến tranh tổng lực. Mọi hành tinh đều phải đóng góp tất cả những gì mình có cho cuộc chiến này, nên sản xuất lương thực, vũ khí, đạn dược không ngừng nghỉ và công cuộc khai thác vô độ tới những nguồn tài nguyên thiên nhiên cuối cùng đã trở thành một nghĩa vụ đương nhiên để họ cống hiến cho sự sống còn của loài. Tại những thế giới trọng yếu cần được bảo vệ, các hàng công sự trang trí mọc lên giữa các sa mạc lõng gió, rừng rậm hiểm độc và những đô thị chọc trời. Những bãi mìn không gian và hàng phòng thủ quỹ đạo mạnh mẽ tua tủa trên mọi hành tinh của đế chế và những đội quân trung thành của hoàng đế không ngừng được xây dựng để đáp ứng yêu cầu của mọi mặt trận. Kẻ thù của nhân loại có thể đang áp sát từ mọi phía, nhưng chúng sẽ không thể khiến các bề tôi của hoàng đế khuất phục một cách dễ dàng. Đứng đầu trong các lực lượng quân sự hùng mạnh nhất của Imperium là Adeptus Astartes, hay còn được gọi là Space Marine. Những siêu chiến binh đã được biến đổi gen và cường hóa thông qua những quá trình đào tạo khốc liệt nhất để trở nên hơn cả một người lính. Họ không biết sợ hãi, cực kỳ mạnh mẽ và vô cùng kiên cường. Được trang bị những vũ khí và phương tiện chiến tranh tốt nhất mà Imperium có thể cung cấp, Space Marine tấn công bất ngờ với sức mạnh áp đảo để loại bỏ đầu não của kẻ thù, làm tàn vỡ tinh thần của chúng và hạ gục các mục tiêu quan trọng với tốc độ và sự hiệu quả khủng khiếp đến mức thường giành được chiến thắng trước cả khi kẻ thù kịp nhận ra rằng mình đang bị tấn công bởi những thiên thần của cái chết của hoàng đế. Được chia thành các đội quân độc lập được gọi là Charter. Mỗi Charter đều có thế giới mẹ, văn hóa, chuyên môn chiến lược và mục tiêu tác chiến riêng của mình để đối phó với những kẻ thù khác nhau. Ví dụ điển hình nhất cho sự độc lập này là các Grey Knight diệt quỷ và hội Death Watch chuyên săn lùng người ngoài hành tinh. Cả hai được sử dụng những kiến thức tuyệt mật và công nghệ chuyên biệt để cứu Imperium khỏi thảm họa hết lần này đến lần khác. Trong khi Adeptus Astartes phục vụ như đội quân xung kích tinh nhuệ của hoàng đế, Astra Militarum mới chính là lực lượng nòng cốt đang chấn giữ các vùng biên giới của Imperium. Còn được gọi là Imperial Guard, tổ chức quân sự khổng lồ này được củng cố liên tục bằng nguồn thuế nhân lực thường lên tới hàng tỷ mỗi ngày đổ về từ trên khắp đế chế. Số lượng những người đàn ông và phụ nữ chiến đấu cho nó lớn đến mức ngay cả Departmento Militarum cũng không thể tạo ra một thống kê chính xác. Astra Militarum áp đảo kẻ thù của họ với quân số, phương tiện và hỏa lực dồn dập. Họ triển khai hết trung đoàn này đến trung đoàn khác, bao gồm bộ binh, thiết giáp, pháo binh và các chiến đấu cơ theo từng đợt sóng ồ ạt, cho đến khi kẻ thù của họ hoặc chính họ đã bị nghiền thành cát bụi. Nếu các chỉ huy của Astra Militarum sử dụng đức tin như một phương tiện để củng cố ý chí cho các chiến binh của mình trong chiến trường, thì các Battle Sisters của Adepta Sororitas lại coi các giáo điều cực đoan của nó như một phương pháp chiến đấu tối thượng nhất. Họ hợp nhất hỏa lực tầm gần tàn khốc, giáp trụ bền bỉ và kỹ năng được đào tạo chuyên sâu, cùng với lòng nhiệt thành không thể lai chuyển đối với hoàng đế. Kết quả là một lực lượng quân sự cuồng tín, có sức mạnh của đức tin lớn đến mức phép lạ hiện lên xung quanh họ trong khi họ thanh trừng kẻ thù của hoàng đế bằng những ngọn lửa thành tẩy. Một hình ảnh tâm linh khác của hoàng đế với tư cách là Omnisire, hiện thân phàm trần của vị thần của máy móc và công nghệ, cũng đã thu hút được lòng nhiệt thành mãnh liệt không kém đối với các giáo sĩ công nghệ của Adeptus Mechanicus trên sao Hỏa. Không có kẻ thù nào mà họ không dám chống lại nhân danh sứ mệnh phục hồi các công nghệ cổ đại của vị thần máy. Những đội quân cơ khí của họ bao gồm các quân đoàn Skitari được cường hóa bằng máy móc, những chiến binh robot máu lạnh, xe tăng hạt nhân và những phương tiện chiến tranh quái dị luôn sẵn sàng tham gia chiến trường bằng những sức mạnh bí truyền của vị thần máy. Trong những hoàn cảnh cực đoan hơn, họ thậm chí sẽ giải phóng sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của các cỗ máy Titan thần thánh vào chiến trường để đè bẹp mọi hy vọng kháng cự của kẻ thù. Còn mối liên kết chặt chẽ với Mechanicus là các gia tộc Imperial Knights. Được kiểm soát bởi các quy tắc dựa trên tinh thần hiệp sĩ và danh dự, họ trưng dụng những cỗ máy chiến tranh hai chân hùng mạnh với các tay lái quỷ tộc khoác lên cơ thể kim loại của các Knight vào trận chiến. Mỗi cỗ máy chiến tranh này có chiều cao gấp nhiều lần một người bình thường và có khả năng chịu đựng hỏa lực của cả một tiểu đội xe tăng với những tấm khiên năng lượng mạnh mẽ. Trước những mũi giáo chết chóc của các Knight, ngay cả những kẻ thù nguy hiểm nhất cũng phải chùn bước. Nhưng sức mạnh của Imperium không chỉ bao gồm những đội quân và những cỗ máy chiến tranh vô tận đang chiến đấu nhân danh hoàng đế,
mà còn có những đặc vụ và tổ chức khác nắm quyền lực và sức mạnh vượt xa tất thảy các lực lượng này. Họ ra lệnh bằng giọng của hoàng đế và giết chóc như thế bằng chính tay ông. Đứng đầu trong số này là Adeptus Custodes. Trong hàng chục ngàn năm, những vị nhân này đã phục vụ như là cận vệ và là cố vấn của chính hoàng đế. Họ đã chiến đấu lần đầu tiên bên cạnh vị vua của nhân loại trong thời kỳ của những cuộc chiến thống nhất tại Terra, và vượt trội hơn tất thảy các lực lượng khác của Imperium cả về mặt tinh thần cũng như sức mạnh thể chất, gần giống như cách mà một Space Marine thường được so sánh với một người lính bình thường của Astra Militarum. Thông qua kỹ thuật công nghệ biến đổi gen di truyền của chính hoàng đế, các Custodes đã được ban phước với vòng đời gần như bất tử cùng với cơ thể hoàn mỹ của các á thần và trí óc của những con người thông thái nhất giống loài. Họ đền đáp món quà này bằng cách cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ hoàng đế và Terra với quyết tâm đồng nhất. Sử dụng những vũ khí cổ xưa và mạnh mẽ nhất để loại bỏ các mối đe dọa khủng khiếp và cực đoan nhất đối với thủ đô của Imperium. Cuộc chiến vì sự tồn vong của Imperium of Man diễn ra trên mọi mặt trận. Và trong khi vô số đội quân và hạm đội tham gia vào những cuộc chiến vĩnh cửu giữa các vì sao, các đặc vụ của tòa án dị giáo lại tham gia vào những cuộc chiến bí mật của riêng họ để bảo vệ tương lai giống loài. Với quyền lực vượt trên thẩm quyền của ngay cả các lãnh chủ Terra, họ dẫn đầu các hội chiến binh được trưng dụng từ những tổ chức hùng mạnh khác để thực hiện các nhiệm vụ tối mật vì sự tồn vong của nhân loại bất kể cái giá phải trả. Cũng hoạt động trong màn đêm là các sát thủ của Officio Assassinorum. Họ là những cỗ máy giết chóc được đào tạo đến hoàn hảo, có khả năng kết thúc những cuộc xung đột ngay cả trước khi chúng kịp bắt đầu, bằng cách hạ gục thủ lĩnh của kẻ thù bằng những phát súng chuẩn xa từ cách xa nhiều dặm, hoặc thay hình đổi dạng để trà trộn và tấn công ngay từ giữa những cận vệ đáng tin cậy nhất của chúng. Nằm bên ngoài những tổ chức chính quy này còn có vô số đội tàu Rogue Trader đang thực hiện những nỗ lực thám hiểm táo bạo giữa các vì sao, chỉ đạo những lực lượng tư nhân của riêng mình để tiêu diệt các mối họa ngoài hành tinh cũng như siêu nhiên để mở rộng lãnh thổ cho vương quốc của hoàng đế và vạch ra những lộ trình chiến lược trên bản đồ chiến tranh. Cùng với nhau, nỗ lực không ngừng nghỉ của các tổ chức quân sự này chính là lý do tất yếu cho sự trường tồn của Imperium of Man. Mặc dù thời đại mà họ đang phải đối mặt là một màn đêm đầy rẫy ác mộng, sức mạnh, sự tàn nhẫn và sự hy sinh khủng khiếp của họ đã đảm bảo rằng ngọn lửa của nền văn minh nhân loại sẽ tiếp tục cháy sáng, ngay cả khi thiếu đi sự lãnh đạo của hoàng đế. Và vừa rồi là nội dung của phần 1 nói về Imperium và Warp thuộc series giới thiệu về Warhammer 40k dựa trên các cuốn core book. Phần 2 với các chủ đề là các mối đe dọa đối với con người trong thiên hà sẽ được lên sóng vào cuối tuần sau. Mời các bạn đón xem. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. The Emperor Protects.